tại Campuchia trong sổng nông bó ôi cổng hôn ở Kisri không tầm lãng lạnh. Tầm lãng lương cứ bạc qua lòng cơ bình bật tê tầm bảo đó. Bình bật tê. Ai bảo mang thay cái lo tên nữa. Bật tê Việt Nam quá lương lạc nè. Quá lương lạc. Đào xa tay. Rồi lô cầm đau nó mà khang. Mà khang tiết ca bật lật. Ca bật lật nó bỏ con. Cứ căn tài trăm tầm rơi ca căn tài trăm còn quá. Đôi chuyện nơi Hà Nội miền bò ở miền tiện tân cho mùi nâng. Nơi tam tiếp qua Hà Kỳ Sử Rinh. Chẳng còn mong rước tới hợp xa tầm nơi. Qua hợp xa tầm nơi. Viêm miền mà dân kia. Chẳng còn tầm xa tầm nơi tình hoàn phóng. Chốt cứ ra rớt lốt à cầm đau như phóng. Lốt cầm đau. Vẫn thế xảy ra nơi cầm bởi chia dương ớt tầm láng xoay phương thi. Ớt tầm láng xoay phương thi. À khi xử lý là bao nhiêu? Bởi bởi tiên ở bà nhà là bà tài dương bàn khất khom đó xa rạy. Hai bởi dương ớt biết là khi xử lý cục con đam mê ở kia thế kia ớt bao vinh dục. À khi xử lý thay của quê cô kê mần mau vinh dục. Mần trâm ta kê mần mau vinh dục và chỉ chuyên khám ái trời băng thay phương thi.